Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta tạo những cái giọt nước trên chiếc lá theo một cái hình dạng bất kỳ. Chúng ta sẽ có một chiếc lá thế này và chúng ta sẽ tạo những cái giọt nước cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ mở chiếc lá lên. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái hình dạng của cái giọt nước. Thì đầu tiên tôi sẽ vẽ một cái hình dạng tròn cho nó. Thì các bạn có thể tạo một cái layer mới, Ctrl Shift N. Chúng ta sẽ sử dụng vùng chọn là vùng chọn tròn và giữ phím shift, chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn đồng dạng cho nó như thế này. Và chúng ta sẽ tô cho nó một cái màu trắng. Thì với cái foreground ở trên là màu trắng thì chúng ta nhấn Ctrl Delete, tô cho nó một cái màu trắng. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng gradient và chúng ta sẽ tạo cho nó một cái màu sắc. Thì các bạn sử dụng phím tắt là G. Và chúng ta sẽ chọn cái dạng gradient của nó là cái dạng từ đen đến trắng như thế này. Ok. Và chúng ta sẽ chọn chế độ cho nó là linear gradient. Giữ phím shift và chúng ta sẽ kéo một cái đường thẳng thì nó sẽ tạo cho chúng ta như thế này. Bây giờ tiếp theo nữa chúng ta sẽ chọn chế độ hòa trộn cho cái layer này. Chúng ta sẽ chọn là overlay. Thì chúng ta sẽ có ban đầu một cái giọt nước như thế này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ áp dụng những cái hiệu ứng cho nó. Các bạn vào FX Land Option. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ chọn cho nó là Inner Shadow. Chúng ta chọn chế độ hòa trộn Land Mode là Linear Burn. Và chúng ta sẽ tắt cái dấu tích này đi. Chúng ta giảm chế độ Opacity xuống, giảm xuống còn khoảng cỡ 40%, 40-50%. Chúng ta hiệu chỉnh lại cái góc này. Ok. Cái điệp tanh này chúng ta cho nó khoảng bằng 2. Hoàn thấy. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tạo cho nó một cái bóng đổ. Các bạn chọn lớp shadow. Và cũng tương tự lens mode này chúng ta cũng chọn chế độ hòa trộn là linear burn. Chúng ta cũng tắt cái dấu tích này đi mà chúng ta hiệu chỉnh lại cái góc. Chúng ta sẽ cho nó đổ xuống phía dưới đây. Giống như ánh sáng ở trên đây nó chiếu xuống thì cái bóng của chúng ta nó sẽ nằm ở dưới đây. Ta hiệu chỉnh lại. Và chúng ta cũng giảm cái opacity của cái bóng đổ này xuống. Như thế này. Tiếp tục chúng ta tăng cái detail này lên. Tăng cái size lên một chút xíu. Và ok. Thì nếu chúng ta muốn hiệu chỉnh, chúng ta có thể hiệu chỉnh lại. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ tạo thêm một cái layer mới nữa, Ctrl Shift N. Và chúng ta sẽ tạo cho nó một cái giống như cái giọt nước này nó có độ bóng. Thì chúng ta sẽ sử dụng Red, các bạn nhấn phím B. Chúng ta sẽ sử dụng một cái Red. Tôi sẽ chọn Red này và tôi tăng cái Hardness này lên chút xíu. Tầm khoảng 80%. Ok. Và chúng ta sẽ thu nhỏ Red này lại. Chúng ta sẽ chấm một điểm như thế này. Các bạn thấy giống như cái giọt nước chúng ta nó phản xạ. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ group hai cái layer này lại. Thì chúng ta đã có một cái giọt nước như thế này. Bây giờ chúng ta có thể copy cái giọt nước này ra. Thì các bạn nhấn Ctrl S kèm phím Ctrl S ở trong cái lệnh Move. Và nhấn kèm Ctrl S chúng ta nắm và kéo ra. Chúng ta có thể scale nhỏ lại. Chân T. Chúng ta kéo nhỏ lại. Enter. Bây giờ muốn tạo một cái giọt nước hình dạng bất kỳ thì chúng ta cũng làm những thao tác tương tự. Tuy nhiên chúng ta sẽ vẽ một cái sáp. Bây giờ các bạn kích vào trong cái sáp này. Chọn sáp. Ở trên đây chúng ta có thể chọn được cái hình dạng mà chúng ta vẽ. Tôi lấy ví dụ, tôi sẽ vẽ một cái trái tim như thế này. Thì khi mà chúng ta vẽ một cái sáp nó sẽ tự động tạo một cái layer cho chúng ta. Ví dụ tôi sẽ vẽ thế này. Thì các bạn thấy nó tạo cái layer cho chúng ta. Và Enter. Thì chúng ta có một cái layer. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái layer này qua thành một cái layer bình thường. Chúng ta chọn Rotate Layer. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ làm những thao tác tương tự khi mà chúng ta làm cái giọt nước này. Nhấn kèm cái Ctrl và kích vào layer này để cho nó chọn cái layer trái tim. Và chúng ta sử dụng Gradient. Phím tắt là G. Và chúng ta sẽ
để mặc định cái garden mà chúng ta tô lúc nãy, giữ phím shift mà chúng ta sẽ kéo qua. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chọn chế độ hòa trộn là overlay. Bạn thấy bây giờ chúng ta đã sử dụng những cái hiệu ứng cho những cái layer này rồi, thì chúng ta không cần phải làm lại, chúng ta chỉ việc copy cái hiệu ứng cái layer này lên cái layer trái tim này thôi. Thì để làm cái việc đó, các bạn mở group 1 ra và chúng ta sẽ nhấn kèm ethernet, chúng ta di chuyển cái effect này lên trên. Các bạn thấy nó sẽ đồng thời tạo hiệu ứng cho chúng ta trên cái trái tim này. Bây giờ còn thiếu một cái layer để chúng ta tạo cái độ phản xạ của cái giọt nước, thì chúng ta phải tạo cái layer mới cần cho shift n, và chúng ta cũng sẽ sử dụng brush b và chúng ta chấm một điểm cho nó, dụ thế này. Bạn có thể giảm cái opacity của cái điểm này lại nè. Ok, chúng ta cũng có thể group hai layer này lại cần trên g. Bạn thấy nếu muốn thì chúng ta copy ra thêm một trái tim nữa, nhấn cái lệnh v và nhấn kèm ethernet, ta copy ra bên đây, có thể thu nhỏ lại cần trên t, thu nhỏ lại. Enter. Và với cái hình dạng khác, chẳng hạn chúng ta có thể vào shape, chúng ta vẽ những hình dạng khác ở đây, tùy vào chúng ta có thể vẽ cho nó, và chúng ta áp dụng những cái hiệu ứng, chúng ta có thể copy những hiệu ứng có sẵn đưa vào trong cái layer để chúng ta tạo dựng. Ok, thì đó là cách rất là đơn giản để chúng ta tạo một cái giọt nước trên một chiếc lá. Thì nếu các bạn thấy nó hơi đậm thì chúng ta có thể giảm opacity lại, giảm lại chút xíu. Ở đây cũng vậy, ta giảm opacity lại. Ở đây cũng vậy. Thì tùy của chúng ta. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.